Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bản anh em. Rồi, quay sơ lược giới thiệu sơ về cho anh em một số sản phẩm ha. Rồi, anh em nào muốn mua thì liên hệ em qua số điện thoại có ghi trong phần tiêu đề ha. Giá là chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì anh em nào mà mua hàng mà đơn 300 ngàn á, chuyển khoản đủ mới bao ship nha. Còn dưới 300 ngàn thì anh em vui lòng chịu phí vận chuyển nha ha. Rồi, em có một cái bọc này nè. Mạch tùm lum, mạch này mạch gì ha. Mạch lưu su bá nạp trong đây hết. Mạch tiện gì không. Này nữa nha. Mạch tụ gì tùm lum nha. Rồi. Rồi, quay sơ cho anh em coi nè. Mạch gì đinh tùm lum hết. Rồi, bán cho em 300 ngàn. Nguyên bọc luôn. Mớ kéo này nè, bán mẫu cho anh em luôn ha. Thì anh em mua thì căng ký luôn. Mớ kéo tẻ nè. Rồi có em có mấy cái đèn mà chiếu sáng cho anh em mình livestream nè ha, cho anh em sân khấu điện ảnh gì nè ha. Của Mỹ nha, USA nè. Điện 100V nha anh em, mắc anh USA nha. Nè, cái này ha. 3-4 cái gì. 4 cái ha. Được 4 cái nè. Rồi, đai an toàn nè. Còn được mấy cái nè. Đây, đai thứ vậy nha. Đai an toàn nha. Rồi, tô vít nè. Rồi, đặc biệt thì em có đá này nha nè. Mài ha, đá cắt sắt nha. Ha, mắc in da băng nha nè. Lưỡi 305 ha. Em còn rất là nhiều, còn nguyên một hộp luôn. Thì em ship 4 lưỡi trở lên nha. 50 ngàn một lưỡi. Lưỡi vậy là 50 ngàn thôi anh em ha. Anh em mua số lượng chục lưỡi hoặc là mua hết thì em sẽ bán rẻ hơn. Rẻ hơn nữa ha. Còn anh em mua số mua 4 lưỡi trở lên nha, ship 4 lưỡi ha. Rồi có cái thùng đồ nghề ha, bán 150 nha. Đó, thùng đồ nghề 150 nha. Cây thuốc lá dài 2 m nè, cây thuốc lá dài 2 m bán cho anh em là 700 ngàn nha. À, thước lá dài 2m nè, thông số nè, còn đẹp nha. À, dài 2m lận 700 ngàn nha. Rồi cây thước thước kẹp điện tử nha. Thước kẹp điện tử cây này hình như máy tắt ta. Cây này 1 2 3 4 5 6 7 tắc rưỡi, 8 tắc gì nè. Cây điện tử nha, không có pin nha anh em. À, cây này bán cho anh em cây này à. Cây này bán cho anh em 1.7 đây. 1.7 ha. Thước điện tử ha, 1.7 nha. Rồi. Có con máy cưa nè. Bảo giá luôn ha. Vít thì 120.000 ký. Quay qua đây. Búa nha. Búa ha. Cầm búa. Bắt cái búa này. Anh em có thì giá căn ký luôn. Ba lan. Ba lan này mấy tấn ta? 2 tấn, 2.2 ha. Con này 3 tấn. 3 tấn còn kẹp gỗ nè. Con này 2.7 nha, 2.7. 2.7 nguyên combo luôn. Nguyên combo máy xăng đã cho chạy rồi nha. Đó. Nguyên combo ha. Máy chạy rồi, ok hết. Rồi có mấy ống dây nè, ống dây máy giặt sao nè, 150 con bành này ha. Chìa khóa nè anh em. Lưỡi cắt lưỡi cắt gỗ nha, lưỡi cắt gỗ bê tông 380 305 gì nè. Rồi có một bộ đèn xenon nha, bộ đèn xenon gì nè, bộ đèn xenon. À, bộ này bán giá anh em 4 xị xe hơi ha. Rồi có cái đai nè, cái đai em bé này nha, đai mới sao. Đèn pin,
cần lực đó, giới thiệu anh em vậy ha. Thì anh em mua gì thì liên hệ em.